Chào mừng các em đã đến với chương trình Dạy học tiếng Việt trên truyền hình. Cô Thư rất vui mừng khi được gặp lại tất cả các em. Để giờ học hôm nay được hiệu quả, các em hãy nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, lắng nghe lời cô giảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Các em thân mến, ở nhà là một chủ đề rất thú vị. Các em đã được học những âm nào trong chủ đề này? Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại qua trò chơi Chiếc tủ thần kỳ. Chỉ cần nhắm mắt lại và hô to cốc, cốc, cốc thì chiếc tủ sẽ tặng chúng ta hai món quà. Nào, các em hãy cùng nhắm mắt lại và hô to với cô nha. Cốc, cốc, cốc. À, chiếc tủ tặng cho chúng ta gì vậy? À, đúng rồi, chiếc tủ đã tặng cho mình một chú thỏ biết nói và một chiếc thảm biết bay. Các em hãy lắng nghe thỏ nói điều gì nhé. Các bạn ơi, hãy cùng thỏ bước lên thảm bay. Ôi, thích quá, chiếc thảm đã đưa chúng ta đến thăm một ngôi làng. Nơi đây trồng một loại cây gắn liền với làng quê Việt Nam. Cô đố các em, đây là cây gì? Cô tin chắc rằng bạn nào cũng đoán được, đó chính là cây tre. Dòng sông chính là nơi sinh sống của nhiều loài vật. Các em hãy quan sát và đọc to tên của các con vật xuất hiện ở dưới sông. À, cô nghe rồi, đó là cua và cá rô. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau theo chân bạn thỏ đi tham quan vườn trái cây. Các em hãy kể cho cô và ba mẹ nghe, các em quan sát được có những loại trái cây gì? Cô đã tìm được quả dừa, quả nho. Đây chính là hai loại trái cây rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng khi ăn nho, chúng ta sẽ sử dụng nĩa để ghim, vì khi dùng tay bóc sẽ không hợp vệ sinh. Bây giờ chúng ta hãy tạm biệt bạn thỏ và quay trở về nhà tiếp tục học với cô nha. Tên của những sự vật vừa tìm trong chuyến đi có chứa các âm, các vần mà các em đã được học trong chủ đề ở nhà. Các em hãy luyện đọc lại theo cô. Tờ, thờ, nhờ, rờ, trờ, ia, ua, ưa. Chúng mình cùng đọc lại một lần nữa nha. Tờ, thờ, nhờ, rờ, trờ, ia, ua, ưa. Các em đọc rất tốt, cô khen tất cả các em. Bây giờ, các em có 10 giây để tìm thêm các tiếng có chứa âm đã học trong chủ đề ở nhà. 10 giây bắt đầu. Các em đã tìm được chưa? Cô đã tìm được rồi, đó là các tiếng sau. Mía, ngựa, trà. Các em cùng luyện đọc với cô. Mía, ngựa, trà. Bây giờ các em hãy chọn một tiếng mà các em thích và đặt câu với tiếng đó. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bảng ghép âm. Đây chính là các âm nằm ở cột dọc. Các em hãy quan sát và đọc to cùng với cô. Tờ, thờ, nhờ, rờ, trờ. Tốt lắm. Còn đây là các âm chính và vần nằm ở hàng ngang. Chúng ta cùng đọc với cô nào.
A. Ear. U. Ua. Ư. Ưa. Bây giờ cô sẽ lấy âm đầu ghép với âm chính để được các tiếng mới. Cô ví dụ: âm tờ ghép với âm A, cô được tiếng ta. Âm tờ ghép với vần ia, cô được tiếng tia. Tương tự, các em hãy ghép và tạo ra các tiếng mới nhé. Các em có 30 giây để thực hiện. 30 giây bắt đầu. Hết giờ. Bây giờ các em hãy quan sát bản ghi âm hoàn chỉnh của cô. Hãy lắng nghe và ghép theo cô. Tờ A ta, tờ ia tia, tờ u tu, tờ ua tua, tờ ư tư, tờ ưa tưa, thờ A tha, thờ ia thia, thờ u thu, thờ ua thua, thờ ư thư, thờ ưa thưa, nhờ a nha, nhờ ia nhia, nhờ u nhu, nhờ ua nhua, nhờ ư như, nhờ ưa nhưa, r a ra, r ia ria, r u ru, r ua rua, r ư rư, r ưa rưa, tr a tra, tr ia tria, tr u tru, tr ua trua, tr ư trư, tr ưa trưa. Các em hãy cùng đọc lại các tiếng mà chúng mình đã ghép được nhé. Ta, tia, tu, tua, tư, tưa, tha, thia, thu, thua, thư, thưa, nha, nhia, nhu, nhua, như, nhưa, ra, ria, ru, rua, rư, rưa, tra, tria, tru, chua, trư, chưa. Các em đã đọc tốt lắm, cô khen tất cả các em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bảng thứ hai, ghép các tiếng vào các dấu thanh. Hàng dọc cô có tiếng T và tiếng nha. Hàng ngang cô có các dấu ghi thanh: thanh huyền, thanh sắc, thanh nặng, thanh hỏi, thanh ngã. Cô ví dụ, cô ghép tiếng T với thanh huyền, cô được tiếng tề. Cô ghép tiếng nha với thanh huyền, cô được tiếng nhà. Tương tự, các em hãy ghép và tạo ra tiếng mới nhé. Các em có 15 giây để thực hiện. 15 giây bắt đầu. Hết giờ, bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát bản ghép hoàn chỉnh của cô nhé. Hãy lắng nghe và ghép theo cô. T huyền tề, T sắc tế, T nặng tệ, T hỏi tể, T ngã tể. Nha huyền nhà, nha sắc nhá, nha nặng nhẹ,
Nha hỏi nhã. Nha ngã nhã. Các em hãy cùng nhau luyện đọc lại với cô nhé. Tề, tế, tệ, tể, tễ, nhà, nhá, nhạ, nhã, nhã. Các em biết không, tiếng T khi kết hợp với tiếng giác sẽ tạo thành từ tê giác. Và tê giác cũng chính là một trong những động vật quý hiếm mà con người chúng ta cần phải bảo vệ. Các em ơi, đây chính là nhà của bạn Thỏ, người bạn mà cùng chúng ta nãy giờ đi về thăm quê đó. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên thảm bay để đến thăm nhà của Thỏ nhé. Đến nơi rồi. My và Lu ơi, hôm nay nhà chúng ta sẽ đón cô Thư và các bạn nhỏ đến chơi. Mình mời cô và các bạn vào nhà. Mình đã chuẩn bị hai món ăn để đãi cô và các bạn. Mình đố các bạn đó là món gì? Hãy đọc to tên món ăn. Các em đã đọc được tên của hai món ăn này chưa? Đó chính là món cá trê kho và mía. Bật mí với các em, hai món ăn này do mẹ của các bạn ấy đã đi chợ và chuẩn bị. Thật là ngon quá đi. Cảm ơn gia đình Thỏ nhé. Cô và các bạn tạm biệt Mi, Lu, Thỏ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay về nhà để tiếp tục học thôi nào. Chuyến đi thăm nhà Thỏ thật là thú vị. Những món ăn mà gia đình Thỏ đã đãi cô rất giống với nội dung của bài đọc ngày hôm nay. Các em hãy lắng nghe cô đọc. Mi, Lu, Thỏ ra ngõ chờ mẹ. Trưa mẹ về, mẹ cho Mi, Lu cá trê kho và cho Thỏ mía. Các em hãy tìm giúp cô tiếng có chứa vần ưa và âm tr. Các em đã tìm được chưa? Hãy cùng giải đáp với cô nha. Đúng rồi, đó chính là tiếng trưa và tiếng trê. Các em hãy đọc lại một lần nữa. Trưa, trê. Bây giờ hãy luyện đọc với cô câu này nha. Mi, Lu, Thỏ ra ngõ chờ mẹ. Trưa, mẹ về, mẹ cho Mi, Lu cá trê kho và cho Thỏ mía. Mời các em đọc. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nội dung đoạn văn mà mình vừa đọc qua trò chơi hỏi nhanh đáp đúng. Câu số 1. Ai ra ngõ chờ mẹ? Cô nghe các bạn nói rất nhanh. Đó chính là Mi, Lu, Thỏ. Câu số 2. Mẹ cho Thỏ cái gì? Chính xác rồi. Mẹ cho Thỏ mía. Các em đã đọc và trả lời câu hỏi rất tốt. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau luyện viết. Nội dung bài viết ngày hôm nay chính là cụm từ mua nho, dừa, mía. Bây giờ các em hãy quan sát cách viết trên màn hình nhé. Chúng ta sẽ đặt bút ở dưới đường kẻ ngang ba, viết chữ mua. Dừng bút ở đường kẻ ngang hai,
cách 1,5 ô ly, li bút đến dưới đường kẻ ngang 3 viết chữ nho. Dừng bút ở dưới đường kẻ ngang 3 một chút, li bút viết dấu phẩy trên đường kẻ ngang 1, cách 1,5 ô ly, li bút đến dưới đường kẻ ngang 3 viết chữ dừa. Li bút đến đường kẻ ngang 1 viết dấu phẩy. Cách 1,5 ô ly, li bút đến dưới đường kẻ ngang 3 viết chữ mía. Mời các em viết vào bảng. Tiếp theo, cô có 4 đồ vật. Các em hãy gọi tên những đồ vật này thật to cho ba mẹ mình nghe nhé. Đúng rồi, rất là đơn giản. Thứ nhất đó chính là cái chổi, cái rổ, bình tưới cây và cái móc. Đây chính là những đồ vật rất quen thuộc trong gia đình của chúng ta. Tiếp theo, cô mời các em hãy quan sát đoạn phim sau. Xin chào các bạn, mình là Na. Ở nhà ngoài việc học tập và vui chơi, mình còn phụ giúp bố mẹ làm việc nhà. Chảo và chiếc nĩa là hai đồ vật mình sử dụng để giúp mẹ nấu ăn. Hôm nay, mình giúp mẹ chiên xúc xích. Đây là món ăn yêu thích của hai chị em mình. Các bạn đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ? Hãy chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé! Với chủ đề luyện nói ở nhà, cô tin rằng các em sẽ có rất nhiều điều thú vị để chia sẻ. Cô có một thử thách nhỏ. Các em hãy chọn một đồ vật mà mình yêu thích. Sau đó, hãy dùng đồ vật đó để làm việc nhà giúp bố mẹ. Cô gợi ý với các em một số cách để gửi phần trình bày của mình nhé. Cách 1, các em sẽ nhờ người thân quay phim việc mình đã làm để giúp đỡ bố mẹ và gửi đoạn phim đó đến cho giáo viên chủ nhiệm. Cách 2, các em sẽ nhờ người thân ghi âm lại lời chia sẻ những việc mình đã làm để giúp bố mẹ và cũng gửi đến giáo viên chủ nhiệm. Các em ơi, nãy giờ chúng mình học thật vui đúng không nào? Bây giờ cô mời các em cùng nghỉ giải lao một chút, sau đó chúng ta sẽ quay lại tiết học nhé.